Một thông tin khác cũng liên quan tới lĩnh vực bất động sản, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng phải lập tức kiểm tra rà soát lại 35 dự án phát triển đô thị và xây dựng nhà ở thương mại chưa thu hồi đất trên địa bàn thủ đô, do hiện nay dự án đã thu hồi đất 5 đến 6 năm nhưng chưa giao lại đất dịch vụ cho nhân dân. 35 dự án sẽ được lập tức kiểm tra chủ yếu ở trên địa bàn huyện Hoài Đức. Đây phần lớn là những dự án nhà ở xã hội và khu tái định cư. Hiện nay trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất của 22 dự án. 35 dự án từ trước thời điểm ngày 1 tháng 8 năm 2008. Tuy nhiên các dự án đều thuộc đối tượng phải thực hiện rà soát quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. Do vậy tiến độ thực hiện rất chậm, nhiều dự án phải dừng lại đến nay phải thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng lại từ ban đầu. Được biết là trong việc triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới thì một số dự án đất dịch vụ đã được hoàn thiện, nay chồng lấn quy hoạch chung của thủ đô và quy hoạch phân khu nên nhiều dự án đã thu hồi đất 5 đến 6 năm nhưng chưa giao được đất dịch vụ cho nhân dân.